Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nguyễn Kim ca khẽ thả ra ưu đãi nhân 3, hàng trăm ngàn sản phẩm được giảm giá lớn, thêm nhiều ưu đãi lớn từ Mastercard và các ngân hàng. Nhận ngay ưu đãi lên đến 4 triệu khi mua iPhone chính hãng 2018, chỉ có tại chuỗi trung tâm mua sắm Nguyễn Kim trên toàn quốc. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị thân mến, nhiều lá thư gửi về cho chương trình là: trời ơi, sao câu hỏi dễ quá, vui quá, đơn giản quá mà nghệ sĩ không vượt qua được. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ của chúng tôi biết hết, nhưng muốn làm cho quý vị vui nên giả bộ không biết. Đúng rồi. Chứ một số người là không biết thiệt. Nhưng mà họ vui thật, nên quý vị giả rất là thương. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây rất nhiều người. Trong đó có những người lầy lội, có những người trầm, điềm đạm. Khi họ bước lên ghế này ngồi, sẽ biết họ vì sao nổi tiếng. Chắc chắn sẽ có một người đầu tiên lên trên đó để thử ghế. Thử ghế thôi, chứ còn không ai đọc giải được đâu. Và kính thưa quý vị thân mến, chương trình nào cũng phải có ekip làm việc chăm chỉ thì mới mang đến một chương trình hay. Chương trình của tôi cũng vậy, có một ekip làm việc rất giỏi, các bạn biên tập rất giỏi. Và bên cạnh đó thì cũng có một hệ thống đã đồng hành cùng chúng tôi, đó chính là Trung tâm Mua Sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Rồi. Bây giờ Hân sẽ xin giới thiệu đội A, đó là Hoàng Yến CP, Duy Khánh và Lê Lộc. Yến và dạ. Khánh là hai người lần đầu tiên đến với chương trình này. Dạ, vâng dạ. Còn Lê Lộc là người... Em thấy thường xuyên. Thường xuyên vì bạn giúp thấy tội. Vì chưa bao giờ vượt qua câu hỏi số 2. Đâu có. Chưa bao giờ vượt qua câu hỏi số 1 anh. À, chưa lên được số 2. Dạ. Nhưng mà em biết cái khả năng của em tới đó và em còn tham gia làm cái gì nữa. Em tham gia chừng nào? Em thông minh thì thôi. À, mình cải thiện cái kiến thức của mình dạ. Đó hả? Rồi. Ok. Mời các bạn vào vị trí A. Dạ yeah. Vô A đi anh nè. A này là đội thắng nè. A này là đội thắng nè. Phải không? Ừ. Sao biết vậy? Vừa rồi Lê Giang chơi đội này thua đó. Và bây giờ Hà đi xin giới thiệu đội B, đó là Quang Kiều và Hồ Quang Hiếu và Ái Phương. Một đội bên kia tung tăng quá, bên đây điềm tĩnh, dạ, nhẹ nhàng thể hiện đẳng cấp. Nhưng mà em hơi lo cho anh Hiếu. Tại sao lại lo cho Hồ Quang Hiếu? Anh Hiếu, em thấy anh Hiếu cũng giống như em, hơi trịch nhịp cuộc sống. Còn mà đôi khi vô chương trình này mình trật nhịp xíu mình trả lời được sao? Đúng. Vậy thì rất là may, em rất là mừng cho anh. Rồi Quang Kiều, dạo này cuộc sống ổn định cho em hả? Dạ ổn định. Rồi bây giờ hỏi Phương nè. Dạ. Dạo này có bài hát gì mới ra chưa? Dạ có. Bài gì? Dạ sắp ra bài mới rồi, ra rồi anh nhớ ủng hộ em nha. À, dạ. Anh cũng hay nghe nhạc của Ái Phương. Dạ. Thì những bài hát sâu lắng nhẹ nhàng, từng câu chữ hay. Dạ. Đó. Em cảm ơn anh. Trời ơi, mình giống như đang rào trước đoán sau nhau vậy. Còn Hồ Hiếu là hiện tại anh cũng hay mới nghe bài mới của em. Dạ. Tim anh thắt lại. Tim anh thắt lại. Rồi mời các bạn vào vị trí. Quý vị thân mến, ở bất kỳ chương trình nào của chương trình, chúng tôi luôn cần một sự điềm tĩnh, nhã nhặn trên sóng truyền hình. Thì hai đội này chúng ta thấy một sự tách biệt rõ ràng. Một bên là trẻ trâu, một bên là sống lâu. Đâu em cũng điềm tĩnh với bộ anh. Điềm tĩnh. Đúng. Nhưng mà tại vì em muốn là chương trình vui hơn và giải trí hơn rất nhiều á anh. Ý em nói là những người điềm tĩnh là không có vui hả? Em không nói cái đó là anh nói luôn đó. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đã đến lúc chào đón một người không thể thiếu trong chương trình Nhanh Như Chớp của chúng tôi. Đó là quý ông tiêu chấp Trần Anh Huy. Đây là người đàn ông lịch lãm nhất chương trình, đẹp trai nhất chương trình, và người đàn ông duy nhất của chương trình.
xuất hiện cuối cùng, duyên dáng với chương trình. Hãy nói một câu ngắn gọn, xúc tích duyên dáng đầy nội tâm. Đừng có cho em nói nữa, đừng có cho em nói. Nãy giờ đâu có bắt em nói đâu, tự em nói á. Đừng nói đó. Và bây giờ quý vị thân mến, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Đúng rồi, hai đội muốn cử ai? Bây giờ hãy chọn một người mà cảm thấy đủ trí lực để chiến đấu với đội còn lại. Lộc. Em cho. Em. Lê Lộc và Hải Phương. Em. Hải Phương. Phương. Lên. Xin mời. Nổi không? Phương cho Lộc nha. Ủa chị. Dạ. Hãy chứng tỏ cho gia đình mình biết. Dạ. Mình thật sự là vậy. Là không bao giờ qua được câu số 2. Anh nói em lo lắng quá. Lộc ơi đừng nha, mọi người tin tưởng em. Quánh tôi xin 3, 2, 1. Rồi thắng được quyền quyết định, lên trước hay sau? Em tình nguyện lên trước cho. Lên sau, rồi lên trước. Thì đi, thì không sao. Thì tình nguyện lên trước đúng không? À vậy hả? Ủa thấy quá hay vậy. Chúng ta cùng Lê Lộc nhanh như chớp. Lê Lộc thân mến, Lê Lộc đã trở lại mùa này mùa thứ hai. Không có mẹ bên cạnh. Dạ. Bơi bơi lạc lõng giữa chợ đời. Hãy đem về vinh quang cho gia đình mình. Dạ, chắc chắn rồi. Câu đầu tiên bắt đầu. Cá làm khô gọi là cá khô. Mực làm khô gọi là khô mực. Gà khô thêm lá chanh gọi là khô gà lá chanh. Bò làm khô gọi là khô bò. Vậy bánh tráng tráng ra phơi khô gọi là gì? Bánh tráng tráng ra phơi khô. Bánh tráng. Chính xác. Nhìn xuống mặt đồng đội của ai cũng ngon nghe. Cà gì có vị ngọt lạnh trẻ em rất thích. Hả? Cà gì có vị ngọt lạnh trẻ em thích. Cà cà kem. Cà kem. Hả? Cà lem. Cà lem. Ủa nó chưa cho lên vậy? Cà lem hả? Cà cà lem. Cà lem. Rồi, cà lem cà lem gì cũng được, chính xác. Em dựng lên chính mình rồi. Nơi nào có cây cầu lọt top 10 cây cầu độc lạ nhất thế giới? Đà Nẵng. Chính xác. Vậy là biết lại cầu đó tên là gì? À, cầu Vàng. Chính xác. Yeah. Cái này mới vừa đi. Chính xác. Lên. Mất câu rồi. Chị Dậu có phải là nhân vật chính trong tác phẩm Chuyện nhà chị Dậu hay không? Ủa chuyện nhà chị Dậu là chuyện gì ta? Vậy trong tác phẩm nào? Ai biết. Chính xác lên. Trong tác phẩm Tóc Đẹp. Đúng rồi. Đúng không? Hay quá. Chồng chị Dậu có tên Dậu đúng không? Chồng chị Dậu tên là Dậu đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Chồng chị Dậu tên là Dậu nên người ta gọi là chị Dậu. À vậy hả? Chị Dậu tên thật là gì? Cùng họ. Cùng họ với em. Với mẹ. Lê Dậu. Lê Dậu. Trời ơi, ông chồng bả tên là Dậu thì bả làm sao mà Lê Dậu được? Khoan, từ từ. Không, chính xác. Em chưa trả lời. Em chưa trả lời. Em chưa trả lời. Em chưa trả lời. Đã gọi là chị Dậu là kêu tên chồng mà dám đặt tên là Lê Dậu. Cái tên gì? Lê Thị Đào. Ủa tấm liên quan gì luôn á, chán thiệt. Cái này dễ. Dạ. Ốc gì ngoáy mãi không ra thịt để ăn? Ốc bu là có thịt nha. Ờ à, giờ bắt đầu phân tích ốc nè. Ốc bu hả? Ốc đá xào sợ ớt. Ốc nhảy. Ốc đỏ sò dương sò luộc. Thì nó có thịt mà anh. Thì đã nói có thịt mà. Là cái câu hỏi của anh là có thịt không thịt. Ốc gì không có thịt đó? Biển, ốc biển. Khoan chưa? Khoan chưa? Khoan chưa? Khoan chưa? Khoan. Khoan chưa? Ờ... Trả lời vậy? Ốc đảo. Ốc đảo chính xác. Trời ơi! Ý chưa? Ai nói sao? Đã
hợp nhất. Đúng rồi. Ốc gì có mùi thơm? Ốc hả? À, ốc. Ốc nông hả? Ốc gì cũng có mùi thơm. Không, chính xác. Ốc hương đó bà. Ốc hương. Ốc hương đó. Thì em nói ốc gì cũng có mùi hương. Ốc dít thơm không? Thơm không? Em sao vậy cưng? Trời ơi, thiệt ngu nữa. Gọi là phòng nhưng lại không có cửa, đó là phòng gì? Phòng không cửa. Quá dễ. Phòng không. Phòng không là không có cửa. Không, chính xác. Phòng gì? Nó có nghĩa khi mình gọi là phòng không không quân thôi. Ý em nói là vậy đó. Ý đó không có. Cái này dễ nè. Biển nào mà có động vật trong rừng? Biển nào có động vật trong rừng? Biển Bình Dương hả? Bình Dương đâu có biển. Em rối quên nhớ quên. Mai mốt đừng đi thi chương trình liên quan tới kiến thức nha. Dạ. Gia đình buồn lắm. Nhưng mà đợt này em thông minh hơn xíu mà. Hôm nay rất thông minh. Lê Lộc cực kỳ thông minh. Chị Lê Giang chưa chắc làm được nghe. Thấy chưa? Em nói rồi. Cái biển mà có động vật trong rừng đó là biển báo. À. Như vậy là Lê Lộc vượt qua được 6 câu, xin chúc mừng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Ái Phương. Trời em run quá à. 6 câu à, dễ mà. 6 câu à. Dễ lắm. À nữa. Với sự thông minh của em, anh bảo đảm em sẽ vượt qua được. Mời lên ghế. Trời ơi, 6 câu đủ hả? Ái Phương đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Bắt đầu. Cá làm khô gọi là cá khô. Mực làm khô gọi là mực khô mực. Gà khô thêm lá chanh gọi là khô gà lá chanh. Bò làm khô gọi là khô bò. Vậy bán tráng, tráng ra phơi khô gọi là gì? Đến phòng. Không chính xác. Bánh tráng, tráng ra phơi khô. Là bánh tráng hả? Đúng rồi. Là bánh tráng. Chắc hợp quá. Chỉ mới đề ba thôi đó. Do mình liên tưởng tới những cái câu trước đúng không? Đúng rồi. Những cái dữ liệu trước. Đừng, chương trình này ăn cái nào chụp cái đó. Chết rồi, hồi hộp quá. Câu hỏi tiếp theo. Cà gì có vị ngọt lạnh trẻ em rất thích? Cà rem. Chính xác. Wow. Nơi nào ở Việt Nam có cây cầu lọt top 10 cây cầu độc lạ nhất thế giới? Cái này ai cũng biết. Đà Nẵng. Chính xác. Vậy cây cầu đó tên gì? Chết rồi, quên rồi. Cầu chữ Y. Trời ơi, ác quá. Trời ơi, cầu gì ta? Cái cầu cái hình. Cầu gì đây? Em biết là nó có hình bàn tay nhưng mà không biết nó tên. À, cầu chạy già. Hai bàn tay à? Cầu hai bàn tay, không chính xác. Không chính xác. Đáp án là cầu vàng. Câu hỏi tiếp theo. Chị Dậu có phải là nhân vật chính trong tác phẩm Chuyện Nhà Chị Dậu hay không? Không. Chính xác. Trong Chị Dậu có tên Dậu đúng không? Không. Không chính xác. Đúng, tại vì chồng tên là Nguyễn Văn Dậu nên vợ được gọi chung là chị Dậu. À. Rồi. Chị Dậu tên thật là gì? Không biết thì cứ chị Dậu. Đại. Không có tên. Rồi, không chính xác. Có chứ. Đáp án là Lê Thị Đạo. À. Câu hỏi tiếp theo. Ốc gì ngoái mãi không ra thịt để ăn? Ốc gì ngoái mãi không ra thịt để ăn? Nói chung là ốc không ăn được đó. Ốc không ăn được. Ốc gì? Nhiều đáp án cho câu hỏi này. Gọi là ốc bù lon con tán, ốc xe rồi đó. Gọi là ốc gì? Ốc vít. Dạ, ok. Ốc gì có mùi thơm? Ốc gì có mùi thơm hả? Ốc hương. Chính xác. Gọi là phòng nhưng lại không có cửa, đó là phòng gì? Gọi là phòng đề phòng thì không có cửa. Đúng rồi, chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Biển nào mà có động vật trong rừng
biển có động lực biển, trong rừng. Biển có động vật trong rừng. Biển báo. Chính xác. Biển báo. Cái gì để càng lâu càng xuất thấp? Hả? Cái gì để càng lâu càng xuất thấp? Nên. Chính xác. Như vậy là Ai Phương đã rút đáp án liên tiếp 5 câu. Em lên đi. Em lên đi. Em lên phù hợp đó. Ai lên bên này? Lên đây nha đây. Anh Hiếu. Anh Hiếu. Hồ Quang Hiếu. Ê anh Hiếu lên kìa. Hả? Anh Hiếu lên hả? Quang Yến giờ Hồ Quang Hiếu. Ai lên ghế trước? Em lên trước giờ không được. Ok đi ra. Em đi. Em đi đâu ạ? Ok. Kính thưa quý vị thân mến, Hồ Quang Hiếu là một ca sĩ giọng hát hay nội lực, nổi tiếng được nhiều người yêu mến, đẹp trai, con nhà giàu học giỏi. Hiện tại đang cô đơn một mình, đang cô đơn một mình. Thế vừa rồi có viết hát bài hát được nhiều người trên mạng cũng thích, có tên là Tim Anh Thắt Lại. Tim Anh Thắt Lại. Lý do vì sao thì tất cả chúng ta đều biết. Tất cả chúng ta đều biết. Bây giờ hát bạn nghe chơi được không? Ngày em đi con tim tôi như thắt lại, giọt nước mắt cô nén trong lòng, gạt bỏ đi tình yêu bao năm mà ta đắm say, ta đắm say. Tự trách tim mình sao lại yêu ai quá nhiều. Để đến bao anh chứ ai. Bao anh chứ ai. Trời ơi. Anh Giang. Nói chung là hay. Bài đó nói chung là đúng tâm trạng. Đúng tâm trạng. Rồi cùng Hồ Hiếu nhanh như chớp. Chuyện gì sẽ xảy ra khi làm rơi điện thoại di động xuống nước? Bị hư. Không, chính xác. Ok vậy. Cái việc đầu tiên khi chúng ta làm rơi một cái điện thoại xuống nước, bị ướt. Đấm lên. Ướt. Đúng, bị ướt. Bởi vì có những loại điện thoại smartphone bây giờ ngăn nước, chống nước. Để đó 10 tiếng cũng không hư. Đúng rồi. Ngày em đi con tim anh thắt lại. Tại sao tạc ra không để rau? Tại vì không có dao cạo rau nữa cậu. Không để rau mà. Ồ tại á, không để rau á hả? Tại sao tạc răng không để rau? Ủa không để rau là sao ta? Ủa tạc răng làm gì có dao cạo rau mà cạo ta? Thế ai biết? Trả lời đi. Anh cứ trả lời đại đi anh. Sao không cạo rau hả? Sao để rau mà rau? Sao không để rau? À sao không để rau hả? À, tại vì ở trong rừng không ai nhìn hết nên là... Cạo luôn. À. Không chính xác. Đáp án là tại vì ông không thích. Vì ông không thích. Ủa cháu nghĩ vậy đó. Trong bài thơ Hạt Gạo Làng Ta có vị phù sa của sông gì? Sông sông Mekong hay gì đó, trả lời đại nếu không biết. Đúng rồi, anh sẽ trả lời Mekong. Đại sông Mekong, không chính xác. Đáp án là sông Kinh Thầy. Cũng trong bài thơ trên tác giả đề cập đến bão mưa vào thời gian nào? Tháng 6. Không chính xác. Có bão tháng 7, có mưa tháng 3. Trời ơi. Trong bài hát tập thể dục buổi sáng có bao nhiêu chữ tây? Có bao nhiêu chỉ tây hả? Chữ tây. Anh hát đi anh. Bài thể dục buổi sáng đâu có nghe bài đó. Thì anh cứ nói đại. Biết tở có bao nhiêu chữ tây hả? Chữ tây. Chữ tây hả? Chưa hai tay lên trời. Hai tay anh ta hai dây nghe vừa tay. Okay. Ủa em đổi nào? Có hai bàn tay. Chữ tây có bao nhiêu cái chữ tây? Có chữ hả? Có hai chữ. Đáp án là 4 chữ, không chính xác. Điều gì chỉ có loài voi làm được, loài khác thì không? Nó ra phân để người ta dậm cho nó đỡ. Nó đỡ ấy chứ. Không chính xác. Anh phân tích rất hay. Điều gì chỉ có loài voi làm được mà loài khác thì không? Đó chính là đẻ ra voi con.
Ủa gì kìa vậy? Gì kìa vậy? Thôi vậy thôi. Thì đúng rồi. Đẻ ai đẻ cũng được mà. Đẻ con voi. À đẻ voi con. Con ơi hãy trưởng thành nào. Ở đâu chỉ có con trai không có con gái? Ở bên chỗ phim Tây Du Ký. Phim Tây Du Ký. Không chính xác. Ở nơi mà con trai mà không con gái là ở dưới nước. Yeah. Con trai con Ngọc Trai á, như Ngọc Trai á. Nãy giờ chưa được con nào luôn á giờ. Nhục ghê. Nhục ghê. Ngồi hoài à, nên không được con nào á. Cá lóc người miền Trung gọi là cá gì? À, em ở miền Trung mà hồi nhỏ không ở. Quê lóc rồi, mất gốc rồi. Cá lóc ở này bây giờ người miền Bắc gọi là gì? Cá quả. À, cá quả. Miền Trung gọi là gì? Cá cá đuối, cá đuối, cá đuối. Hả? Không 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 không. Ấy cá gì vậy? Ba không biết gì giảm thật hết trơn á. Cá chuối. Rồi chính xác. Chính xác. Hay quá. Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra là cái gì? Quá dễ. Quạt. Chính xác. Hay quá. Hay quá. Lưng lửng tầng không, không treo mà khóc là gì? Không treo mà khóc. À cái trần nhà. Lưng lửng tầng. Lưng lửng tầng không, không treo mà khóc. Không treo. Cảm ơn. Chính xác. Thấy chưa? Rồi, vừa hết giờ luôn. Như vậy là Hồ Hiếu đã vượt qua được 3 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Mày rối lùi á. Trời, anh đổ mồ hôi. Lên đi anh ơi, lên. Mà nãy giờ tôi chưa có chặt chém, tôi chưa làm gì hết nha. Anh toát mồ hôi nãy luôn á. Nãy giờ tôi rất là đàng hoàng luôn á. Như vậy là sau của sự rối não nủi nều thì của mình cũng đã mang về được 3 ha. 3 điểm là được rồi. À, tí nữa Hoàng Yến ra chơi chắc cũng em nghĩ chắc cũng được 1 điểm thôi. 1 điểm thôi. Trời ơi. Hoàng Yến. Em người nghe thì anh nhắc cái gì mà anh chơi được 2 điểm, em chỉ chơi được 1 điểm thôi. 3, người ta được 3. 3 điểm. Yến ráng lên Yến. Rồi, mời lên ghế. Hoàng Yến TV đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra khi làm rơi điện thoại di động xuống nước? Không có chuyện gì xảy ra hết. Không chính xác. À, điện thoại ướt hả? Đúng rồi, đáp án là bị ướt. Trời ơi. Câu hỏi tiếp theo: tại sao Tarzan không để râu? Thì tại cậu bé đường xanh nhỏ thì làm sao mà có râu được ạ? Cậu bé đường xanh là đồng đội bạn nhắc. Còn chúng tôi hỏi là thật răng. Không chính xác. Không chính xác. Tại sao? Đáp án: vì không thích để. Câu hỏi tiếp theo: trong bài thơ Hạt Gạo Làng Ta có vị phù sa của sông gì? Sông Kinh Thầy. Hay quá. Cũng trong bài thơ trên, tác giả đề cập đến bão mưa vào thời gian nào? Có bão tháng 7, có mưa tháng 3. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo: trong bài hát tập thể dục buổi sáng có bao nhiêu chữ tay? Có bao nhiêu chữ tay á? Hát đi. Dạy em bài thể dục buổi sáng 1, 2, 3, 4 thì rồi tay giơ cao lên trời, tay sang ngang bờ vai, tay thoát trước mặt, buông cả hai tay. 4 chữ tay. Yeah. Chính xác. Cái này không trả lời được đâu. Sao chị biết em không trả lời được? Nếu em trả lời thì em là thiên tài đó. Ok. Điều gì chỉ có loài voi làm được, loài khác thì không? Từ từ nha. Điều gì chỉ có loài voi làm được hả? Cái gì á? Cái gì vậy? Bị bệnh à? Ờ, đi cấp cứu. Đi cấp cứu. Lên đi lo đẻ 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 bé đẻ đẻ con voi con. Như vậy là đáp án này không được công nhận. Đây, người ta trả lời bên kia mà dưới này rằng anh ơi, đi đâu một cái con gì đấy em? Ai cũng biết là sẽ xanh. Đáp án này không được công nhận. Hỏi tiếp. Ở đâu chỉ có con trai không có con gái? Đó, câu này phải thông minh mới trả lời được. Ở nhà em.
ở nhà em. Đúng rồi. Rồi, không chính xác. Đáp án là dưới nước. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cá lóc người miền Trung gọi là cá gì? Miền Trung gọi là gì? Cá mú hả? Không chính xác. Cá lóc hả? Cá mú là miền Nam. Đáp án là cá chuối. Cá chuối, cá trầu. Câu hỏi tiếp theo. Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra là quá cái dễ. Gì? Ra cái chiếu ạ? Không chính xác. Ủa? Đáp án là cái quạt. Câu hỏi tiếp theo. Lưng lửng tầng không, không treo mà khóc là gì? Mây. Không chính xác. Được chưa? Chú trả lời. Đáp án là cơn mưa. Câu hỏi tiếp theo. Thằng dẹp kẹp, thằng tròn là cái gì và cái gì? Cái gắt với cái con thù bông. Rồi, không chính xác. Đáp án là khuy áo với nút áo. À, ừ, đúng rồi nhờ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngay khi Christopher Columbus đặt chân lên lục địa mới, ông ta làm gì tiếp theo? Em ấy đặt cái cờ. Không chính xác. Ủa? Đáp án là đi tiếp. Ủa, vậy hả? Phạm Yên TV đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Cặp cuối cùng Duy Khánh và Oanh Kiều. Quán tôi xì 3, 2, 1. Thắng được quyền quyết định. Em vô trong. Em vô trong, xin mời. Cùng Duy Khánh nhanh như chớp. Trên đá ơi, dưới đá, ở giữa có cái lá toàn ten là cái gì? Có cái trên lá toàn ten. Con mèo gọi qua. Con mèo gọi qua. Con mèo chính xác. Đó là cái miệng. Ờ, dạ. Cái gì vừa đi vừa nở? Cái này hay. Cái đánh trứng hả? Trứng hả? Nở cái trứng nở. Không chính xác. Dạ. Lăng bèn hả phải không anh? Hả? Lăng bèn đúng không? Alo anh hiểu. Em nghe nói lăng bèn nó nở hoa. Đó là cái lục bình. À. Trôi trên sông theo dòng nước. Đúng rồi. Cái gì càng gọt càng to? Cái mặt. Mình gọt mặt ra xong em muốn mình ăn nhiều quá nó phình ra, nó bự lên lại. Không chính xác. Cái lỗ. À, đào phải không? Anh đào cái nó to. Yêu gì phiền phức nhất? Yêu tinh. Nó hại người, nó gây phiền phức cho mọi người. Yêu tinh đúng không mọi người hả? Dạ. Và em quyết định là Dạ em chốt. Không chính xác. Ủa? Yêu sách. Trời yêu sách. Câu số 5. Yêu gì đáng sợ nhất? Đáng sợ, yêu ma. Yêu ma. Chính xác. Anh lên trong số 1 rồi Gia Lộc. Làm sao một con ốc sên có thể đi từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất? Thì người ta vận chuyển, người ta mua, người ta xuất khẩu lao động, người ta mua nó từ ở anh ở đâu, ở cái chỗ này anh nói đâu, ở đâu anh, nhanh nhanh. Cà Mau thành phố. Cà Mau thì người ta mua từ Cà Mau, người ta mang lên thành phố Hồ Chí Minh. Không chính xác. Cái cách làm cho ốc sên đi từ Cà Mau tới thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất là cho nó bò trên bản đồ. Trời ơi. Băng gì không tan? Băng đĩa. Băng đĩa chính xác. Hay quá. Băng gà cũng được. Hút gì không có khói? Hút ốc len. Hút ốc len. Chính xác. Hút ốc len. Hoặc là hút mật. Hoặc là hút nước. Đâu hút có khói gì đâu. Hút bụi cũng được không anh? Hút bụi luôn. À. Loại súp nào rất lạnh lùng? Toàn là câu đố chữ thôi nha. Súp lơ. Chính xác. Hay quá. Tất cả hãy lắng nghe câu này. Bạn bước vào một căn phòng có một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa có các loại gấu bông. Vịt bông có 2 chân, chó bông có 4 chân, thỏ bông có 2 chân, voi bông có 4 chân. Ngoài ra dưới ghế có một con rắn bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân trên sàn? Một chân, rồi qua. Không chính xác. Ấy không được. Đáp án là 6 chân. 4 sofa, 2 cái của mình. Là tính luôn chân mình đó.
cầu vồng kết thúc ở đâu? Cầu vồng kết thúc ở chữ G. Chính xác. Trời ơi, hay quá. Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Cái gì trời có, đất có mà biển không có? Đối chữ. Chữ tờ. Chính xác. Nhưng không sao, Khánh đã vượt qua được 3 câu hỏi, 3 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Quân Kiều. Hả? 3 câu. Tập 3. 3 câu. Dễ mà, 3 câu em vượt qua được mà. Em ở dưới thì em được, chứ lên đó em khớp là dạ. Ráng lên, ráng lên. Có anh Hiếu nhắc kìa chị. Chúc may mắn, chúc may mắn. Có anh Hiếu dưới kìa. Sợ quá. Ngồi cho nó sợ thiệt đó. Em sợ quá nhiều. Đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Trên đá, dưới đá, ở giữa có cái lá toàn ten là cái gì? Trên đá, dưới đá, ở giữa cái lá tòm ten. Không biết nói đại hay quên. Cái bông tai. Không chính xác. Đáp án là cái miệng. Nè, nè. Câu hỏi tiếp theo. Cây gì vừa đi vừa nở? Cây... À, cây lục bình. Chính xác. Yeah. Cái gì càng gọt càng to? Càng gọt càng to. Cái gì càng gọt? Nani? Qua đi, qua đi, cái hố, cái đào hố á, cái hố anh. Anh Hiếu nhắc rồi. Anh Hiếu nhắc kìa. Đúng, hồ Hiếu, tôi thấy chưa? Là vẽ hẳn một cái vòng tròn luôn đó. Đáp án này đúng nhưng không được công nhận. Em cảm thấy nó dập dìu rồi đó. Câu hỏi tiếp theo. Yêu gì phiền phức nhất? Yêu đương. Yêu đương. Không chính xác. Đáp án là yêu sách là... Câu hỏi tiếp theo. Yêu gì đáng sợ nhất? Yêu quái. Chính yêu xác. Quái. Chính xác. Làm sao một con ốc sen có thể đi từ Cà Mau đến thành phố Hồ Chí Minh nhanh nhất? Nó tự đi hả chị? Đừng có hỏi, chúng tôi đã đặt câu hỏi rồi, đừng hỏi lại chúng tôi. Nó leo lên chiếc xe. Nó leo lên chiếc xe là không đúng. Chết rồi. Đáp án là con ốc sen bò trên bản đồ. Câu hỏi tiếp theo. Băng gì không tan? Băng gì không tan? Đường vào tim em ơi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn... Trái tim băng giá. Không chính xác. Đó là băng đàn. Câu hỏi tiếp theo. Có lên một cái đó phải không? Rồi câu hỏi tiếp theo. Hút gì không có khói? Hút. Hút cái gì đó? Hút cái gì mà không có khói? Hút ống hút á, hút nước á. Chính xác. Loại súc nào rất lạnh lùng? Anh Hiếu gì vậy anh Hiếu? Đi về luôn, đi về luôn, đi về luôn à. Súc cua. Trời ơi, hổ Hiếu diễn quá trời. Câu hỏi tiếp theo. Nãy cái đã là súp chảnh chắc chịu. Bạn bước vào một căn phòng có một chiếc ghế sofa. Trên ghế sofa có các loại gấu bông. Vịt bông có 2 chân. Chó bông có 4 chân. Thỏ bông có 2 chân. Voi bông có 4 chân. Ngoài ra dưới ghế có một con rắn bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu chân trên sàn? Bốn chân với 2 chân là 6 chân. 6 chân với con chó bông hả chị? 6 chân là 10 chân. 10 chân với con gì nữa chị?
10 chân, 14 chân. Mười đáp án là gì? 14 chân. 14 chân. Không chính xác. Sao bà biết? Sao bà biết con đây? Chân trên sàn, sàn, sàn. Trên sàn là tính cả ghế luôn đúng không? Đúng rồi. Là ghế luôn em tính rồi á, mà sao nó ra có không đủ. 6 chân là 4 chân của ghế sofa và 2 chân của cái người đang đứng. Ồ, còn mấy cái đó thì nó nằm ở trên sofa không có tính. Em tính luôn mấy con đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cầu vòng kết thúc ở đâu? Cầu vòng kết thúc ở đâu? Đố chữ đó. Chữ G. Đúng rồi. Chậm nhiều hoài luôn à. Cái gì mà trời có, đất có mà biển không có? Trời, đất, đố trời. Đố chữ luôn, trời có, đất đố có, chữ biển luôn không nha. Có. Trời có, đất có. Nhanh. Biển không có. Ờ, à, chữ... chữ đố chữ đó. Chữ tên. Trả lời được rồi mà. Như vậy là Quang Kiều đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Bây giờ ở cái vòng tiếp theo này bắt buộc phải thắng. Ở vòng này hãy chọn một người mà không phải hai người trong cái đợt vừa rồi. Ai lên? Em lên. Rồi Hoàng Yến và Hồ Quang Hiếu. Nữa. Nữa hả? Ai không? Không hả? Các ơi Hoàng hả? Kỳ vậy? Quả tôi xì. 3, 2, 1 2, 3. Rồi 2, 3. Thắng quyết định. Muốn gì? Em đi vô trong. Rồi mời lên. Là em lên trước rồi. Chúng ta cùng Hoàng Yến nhanh như chớp. Thích nhất là có tiền, vậy sợ nhất là gì? Hết tiền à? Chính xác. Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng cầm được. Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng mà cầm được á? Cầm. Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng mà cầm được là mấy cái chữ của người khiếm thính học ấy ạ? À? Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng mà người ta có thể sờ được. Chính xác. Wow. Ăn gì mà ai cũng ghét. Ăn tiền. Không chính xác. Ăn xin, ăn vàng. À, ăn gian. Ăn gian. Ăn hại. Ăn gian, ăn hại. Cái gì chạy mà không chạy? Phim à? Không chính xác. Có rất nhiều đáp án cho hàng hóa nè, tem thư nè. Con gì mà tên có hai từ là động từ ghép lại? Ê, con Yến. Con Yến, không chính xác. Khánh, đáp án là gì? Dạ con cào cào, động từ cào. Đúng. Hoặc là bò cạp. Bò cạp. Bò. Vừa bò vừa cạp. À bò cạp. Cái gì mặc mà không mặc? Cái gì mặc mà không mặc à? Mặc cả. Chính xác. Hay quá. Đúng không? Con gì lúc nhỏ sống ở một nơi hoàn toàn khác lúc lớn? Con muỗi à? Chính xác. Ai biết vì sao con muỗi không? Dạ hồi nhỏ nó là con lăng quăng, nó sống ở trong nước. Đúng rồi. Con nào càng chạy nhanh càng sống dai? Con nào càng chạy nhanh càng sống dai hả? Con ngựa à? Không chính xác. Sao? Ai biết đáp án? Không biết. Con mồi. À, đố mèo. Con gì càng ăn mồi càng mau chết? Ủa, con muỗi. Không chính xác. Trời ơi. Con càng ăn mồi càng mau chết là con cá. Người ta đang câu thả mồi xuống nó ăn nó chết thôi. Ai ở cùng với chị Hằng trên cung trăng? Thỏ Ngọc. Chính xác. Thỏ Ngọc là thỏ đực hay thỏ cái? Thỏ Ngọc. Chưa xác định được giới tính. Chính xác luôn. Vì trong bất cứ câu chuyện hay phim nào người ta đâu có quan tâm tới điều đó đâu. Đúng rồi. Bà con cùng họ Kim Cương, xưng tên tránh mặt người thường khó tin. Bà con cùng họ Kim Cương, xưng tên tránh mặt người thường khó tin. Đáp án là than. Hoàng Yến trả lời rất nhiều nhưng đúng liên tiếp 2 lần là 2 câu. Xin chúc mừng. Cảm ơn anh. Chúng ta cùng gặp gỡ lại ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Sẽ vượt qua thôi anh ơi, sẽ vượt qua không căng thẳng. Mấy câu em, mấy câu à? Em á, 10 câu. Ghê vậy. Vâng. 2 câu hả? Ok. Mời. Oh,
em thấy lo cho anh quá. Sao lo? Em thấy khó, em thấy khó, anh ơi, em khó, thấy khó. Khó nhưng mà đôi khi mình trả lời được thì sao? Thoải mái đi anh ơi, thoải mái đi. Hồ Quang Hiếu đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thích nhất là có tiền, vậy sợ nhất là gì? Sợ nhất là không tiền. Dạ, đúng rồi, chính xác. Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng cầm được. Không nhìn bằng mắt được mà cầm. Cầm, không nhìn bằng mắt được mà cầm. Đúng rồi đó. Nhưng mà cầm với mà nhưng mà cảm nhận được bằng tình yêu. Hiểu rồi. Em là người Việt Nam mà đâu phải người nước ngoài nào không hiểu tiếng Việt. À, không cảm nhận được. À, không gì. Không gì. Tại vì nói không nghe được. Không nhìn thấy được bằng mắt nhưng cầm được. Cái máy để mà máy nổi, chịu nổi. Chính xác. Yeah. Chúng ta có thể trả lời là hơi, người ta có thể cầm hơi lại được. Anh ơi, vậy là anh đang bằng với đội A rồi đó. Một cái nữa thôi. Ăn gì mà ai cũng ghét? Ăn tát. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Ủa gì cơ vậy? Khoan. Cháu tôi vẫn chưa hiểu. Cái cảm nhận cá nhân của em là em thích không? Em thích ăn tát không? Thích không? Thấy nó cũng đã đã. Thích không? Dạ. Không thích đâu. Anh thích thì người ta trả lời đúng. Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì chạy mà không chạy? À, cái máy chạy bộ. Máy chạy bộ à? Mình đang chạy mà mấy cái máy đâu có chạy đâu. Chính xác. Con gì mà tên có hai từ là động từ ghép lại? Con gì mà tên có hai từ động từ ghép lại? Con voi à? Con kangaroo. Không, chính xác. Con gì? Con kangaroo, anh giải thích một tí xíu về con kangaroo được đúng không ạ? Đúng rồi, tất cả im lặng. Con kangaroo là hai động từ nằm ở đâu nè? À, con kangaroo là con chuột túi. Con chuột như là cái túi sách. Động từ là con chuột túi. Cái túi cũng là danh từ. Động từ. Thôi sai rồi. Đáp án là con bò cạp. Ồ, bò cạp. Đó, đây. Cái gì mặc mà không mặc? Là mình đi tắm. Tắm, dạ. Tắm là không mặc gì. Dạ. Đúng không? Không mặc là mặc mà anh. Mặc. Đây chưa là không chính xác. Nhưng mà anh có thể giải thích được không? Tại vì đi tắm đâu có mặc đâu ta. Đáp án là mặc cả. Là mặc cả. Dạ. Con gì lúc nhỏ sống ở một nơi hoàn toàn khác lúc lớn? Nhỏ sống một nơi hoàn toàn khác lúc lớn. Đúng rồi. Nè, chuẩn bị cái gì đó vui lắm nè. Mồ côi. Mồ côi. Bé mồ côi. Sao vậy? Thì nhỏ sống một nơi xong lớn lên vô trại mồ côi xong. Người ta cười có nghĩa là gì anh? Là đúng hả? Đáp án là con ếch. Ếch. Dạ, hoặc là con muỗi. Con nào càng chạy nhanh càng sống dai? Càng chạy nhanh càng sống dai. Đúng rồi. Con nào hả ta? Con ngựa. Dạ không chính xác. Nhưng mà tại sao anh trả lời là con ngựa vậy? Thấy ngựa nó chạy hoài chân nó bự thì nó khỏe hơn. Trời ơi trời. Chết. Dạ đáp án là con mồi. Con mồi là con gì ta? Con mồi á. Mình nó bị bắt cho mồi đó. À, bị săn á. Con gì càng ăn mồi càng mau chết? Càng ăn mồi càng mau chết. Con này là con gì vậy ta? Con này là con gì ta? Là sao? Con Ý anh là con chăn á. Con lươn. Con lươn không chính xác. Đáp án là con cá. Ai ở cùng với chị Hằng trên cung trắng mà không phải chú cuội? Đúng rồi. Cái đa. Con thỏ. Con thỏ. Chính xác. Yeah. Thỏ mập là thỏ được hay thỏ cái? Thỏ cái. Anh bây giờ giải thích giùm em cái đi. Tại sao lại thỏ cái? Nói đại thôi, do nó tại vì hết giờ rồi mình nói cho nhanh. Dạ, nói đại nên anh thua. Dạ, đáp án là không xác định được. Như vậy là anh Hồ Quang Hiếu đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu.
Như vậy là tính tới thời điểm này thì bên mình thắng được 2 lần, bên đây thắng được 1 lần, còn cái lần hòa nhau thì không tính, thì tỷ số hiện tại là 2-1. Chúng ta còn một vòng cuối cùng, nếu đội mình thắng nữa là Huề chúng ta đi tìm câu hỏi phụ, còn nếu như đội mình thắng là vào trong luôn. Ai? Lê Lộc. Số trời đã định. Bên đây là ai? Anh lên đi anh ơi. Rồi, ai lên ghế trước? Tù xì chị ha. Đúng rồi, cho okay. Nó công bằng luôn. 1, 2, 3. Rồi thắng, tự quyền quyết định. Đi sau, lên. Hả? Đi sau em ơi. À là em ra ngoài đúng không? Đi ra ngoài. Đúng rồi, ra ngoài luôn em ạ. Cô Mai Phương nhanh như chớp. Wow, ca gì không dùng để uống nước? Cano. Chính xác. Cano, ca dao, rất nhiều loại ca. Bò tót là biểu tượng của quốc gia châu Âu nào? Tây Ban Nha. Chính xác. Thủ đô của Tây Ban Nha là Barcelona hay là Malaga? Barcelona. Không, chính xác. Thủ đô của Tây Ban Nha là Madrid. Yes. Em chưa đi. Công viên khủng long lớn nhất hiện nay nằm ở đâu? Ủa, đâu có công viên khủng long đâu. Chính xác. Ai có căn nhà di động đầu tiên? Con tàu của Noah. Căn nhà di động đầu tiên. Không, chính xác. Không sẽ được. Ông trên rùa hoặc ba ba. Người ta nói thất thập cổ lai hy để nói về tuổi tác của con người. Cổ lai hy ở đây nghĩa là gì? Thất thập cổ lai hy. Cổ lai hy là cái gì trời? À, là gần đây rồi. Không chính xác. Cổ lai hy nghĩa là xưa nay hiếm. Ồ. Rừng Nam Y là tác phẩm văn học của nước nào? Của Nhật. Chính xác. Xe gì hai chữ bỏ xe đi thành đồ đựng nước? Xe lưu. Chính xác. 1 tỷ tỷ có bao nhiêu chữ số? Có 1 chữ số. Không, chính xác. Có 1. 1 tỷ tỷ chứ không phải là 1 tỷ. Thì có 19 chữ số. Em suy nghĩ nhiều quá. Ừ, đơn giản thôi. Nơi nào mà ngọn núi rất nhẹ? Nơi nào mà ngọn núi ở Việt Nam rất nhẹ? Rất nhẹ ha. Tỉnh nào? Tỉnh nào hả? Núi rất nhẹ. Tỉnh nào ta? Đó là Lạng Sơn hả? Chính xác. Trời ơi. Sao đâu, mình đã có 2 đáp án liên tiếp chính xác rồi, xin chúc mừng. Có 2 câu à? Xin lỗi mọi người. Chúng ta cùng quay trở lại với một nhân vật mà chúng tôi gọi là Thân Đông Lan Hai, Lê Lộc. Được không anh? Ráng lên, ráng lên. 2 câu à? Trời ơi, bình thường. Mời con lên. Nhưng mà nghĩ đơn giản thôi nha em. Ừ, tức là đầu phải đẹp không là gì á? Lê Lộc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Mặt bà căng thẳng. Ca gì không dùng để uống nước? Ca khúc. Chính xác. Bò tót là biểu tượng của quốc gia châu Âu nào? Tây Ban Nha mà. Chính xác. Trời ơi, trời ơi. Hết rồi, cái đây là hết rồi. Thủ đô của Tây Ban Nha là thành phố Barcelona hay là Malaga? Không phải. Ô, thì tên là gì? Thì cái gì? Vậy Tây Ban Nha. Không, chính xác. Đáp án là Madrid. À, công viên khủng long lớn nhất hiện nay nằm ở đâu? Khủng long nhà là gì có? Đâu có khủng long đâu, không có. Chính xác. Ai có căn nhà di động đầu tiên? Ốc với rùa. Chính xác. Trời ơi. Trời, ráng một câu đó đi em. Thôi. Người ta thường nói thất thập cổ lai hy để nói về tuổi tác của con người. Cổ lai hy ở đây nghĩa là gì? Đại đi. Nếu không biết thôi trả lời đại đi rồi xuống. Cổ đại. Rồi, không chính xác. Đáp án là xưa nay hiếm có. Rừng Na Uy là tác phẩm văn học của nước nào? À, cái chuyện này em có đọc rồi. Nước em nào? Ơi, khoan chốt nha, em phải nói ra đi chứ. Trời ơi, cái này em có đọc rồi mà. Nước nào? Nước nào đi?
Nước này xin, nước này xin visa cũng hơi khó đó em. Bây giờ chị em đang rối lắm. Nước Nhật. Em nhìn ở đâu mà em trả lời nước Nhật, nói cho chị nghe. Em nhìn ở đâu? Em không có, em nghĩ là visa khó là có Nhật. Kia nhắc rồi. Kia nhắc rồi. Em có nhắc cái gì đâu? Em nhắc nhiều quá, gợi ý nhiều quá. Bây giờ sao nhắc em cũng không nhắc. Em chơi đúng luật nhanh như chớp, em không nhắc. Ok. Nước này xin visa cũng hơi khó đó em. Rồi như vậy là không chính xác. Đáp án là Nhật Bản là đúng, nhưng mà do là nhắc á. Câu hỏi tiếp theo, xe gì hai chữ bỏ xe đi thành đồ đựng nước? Thằng Đồng ơi, hãy chứng tỏ gia đình mình biết. Xe gì hai chữ bỏ đi xe thành đồ đựng nước? Xe ngựa. Xe lôi hoặc xe thùng. Xe thùng là sao? Xe thùng là sao? Không, chính xác. Đáp án là xe lưu. 1 tỷ tỷ có bao nhiêu chữ số? Tỷ tỷ là tỷ mốt hả? Thôi rồi, bỏ qua đi, mệt quá. Ký đồng hồ đang chạy. Mấy chữ số em đoán luôn đi. Hết giờ. Đáp án là 19 chữ số. Trời ai đếm cho nổi trời. Như vậy là Lê Lộc đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Lúc nãy mà thêm 1 câu nữa là được rồi. Đây, xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Không xuống. Ôi, ông đá được không kìa rồi, không xuống. Tát, bây giờ tát thích hay không? Tát thích hay không? Rồi đây. Trời ơi, tổn ghê á. Vòng này không có kết quả mà đã qua 5 lượt chơi rồi, tỷ số hiện tại cuối cùng vẫn là 2-1 chúng ta. Yeah. Chiến thắng. Hiếu. Anh Hiếu. Dạ. Hồi nãy giờ mình nhớ mình đã trả lời gì chưa? Nhớ chứ, nãy giờ nhớ chứ. Giờ hỏi lại câu đã từng trả lời nha. Ok, hỏi là nhớ liền. Cái tiệm bán gà nào ở đường Lê Hồng Phong? Tiệm bán gà nào ở đường Lê Hồng Phong? Không có câu hỏi đâu. À, trong bộ hỏi không có hả? Rồi, đội không chiến thắng, cảm ơn các bạn đến với chương trình và mang về phần quà 9 triệu đồng. Còn đội mình thắng thì mình có rất nhiều cái. Ví dụ hiện tại đang cầm trong tay một tấm vé để đến một đêm khác đấu với một đội khác. Yeah. Và trên tay cũng đã có một cái voucher trị giá 10 triệu mua hàng tại Nguyễn Kim. À dạ vâng ạ. Và bây giờ là lúc bước vào vòng đặc biệt để mang về giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi có mang tính chất là liệt kê và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là 60 triệu thuộc về các bạn. Rất đơn giản, sau khi câu hỏi đọc xong, mỗi người sẽ chạm tay vào cái cột này, đưa ra đáp án của mình. Người nào không có đáp án, người kia ghi có quyền nhắc, nhưng không được giành lượt trả lời. Yeah. Đơn giản vậy thôi. Hãy kể cho chúng tôi 20 loại phương tiện giao thông lưu thông trên đường. Xe máy. Chính xác. Xe đạp. Ô tô. Chính xác. Xe bò. Chính xác. Xe tải. Chính xác. Xe buýt. Chính xác. Xe ngựa. Chính xác. Xe lửa. Đó là trên đường, không có xe lửa. Tàu hỏa mà có. Trên đường, phải trên đường đây. Xe lăn. Xe lăn chính xác. Xe bốn bánh. Xe ô tô rồi. Xe chở heo. Xe ba gác. Xe ba gác. Ok. Xe xích lô. Đúng chú. Chính xác. Xe lưu mọi người chưa? Nhắc đi, nhắc xe đi lưu mọi người. Nói gì? Dạ. Xe lưu đi kìa. Xe lưu. Chính xác. Xe. Xe khoan cắt bê tông. Ê, chính xác. Bên đây. Xin lỗi lộn, liếu, xin lỗi. Xe trâu. Xe kéo. Đúng rồi. Xe khoan cắt bê tông. Xe khoan cắt bê tông sao được? Xe khoan cắt bê tông được không? Được. Đi đi. Nhắc đi. Máy bay. Máy bay đường băng. Máy bay đường băng mà, trên đường. Nhắc đi. Xe. Xe container. Xe container. Xe container. Xe container. Xe container. Xe container.
60 giây các bạn đã mang về được tất cả là 10 bộ đáp án chính xác. Tuy không chiến thắng nhưng giá trị tiền thưởng mang về là 15 triệu đồng. Bây giờ là voucher của chúng tôi, xin mời. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự đồng hành của Trung tâm Mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp. Dạ, đội em hôm nay là đổi bạn Sĩ Thanh vô thay cho bạn Trung Quân lần trước. Đáng lẽ là Trung Quân idol hôm nay có ghi hình nhưng mà đã nhập viện rồi. Lý do gì anh? Chịu không nổi áp lực của chương trình. Em hết rồi, hết rồi. Trường Giang, nón lá, chiếc muỗng, khủng long, cái nào không thể biến thành hóa thạch. Anh Trường Giang chết đi thì cũng hóa thạch. Trời ơi, ai mà thông cảm. Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim hân hạnh đồng hành cùng chương trình.